ổ đủ ha. Ba ổ của chú này với lại hai ổ chưa? Đừng có hỏi nữa, ổ ra lại đi. Chứ ba ổ bốn ổ rồi, ba nhiêu ổ nữa? Đây hai ổ nữa nè. Chỗ ngoài á, một ổ, hai ổ nữa, năm ổ nữa đó. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Nhân vật Sài Gòn và Du lịch. Hôm nay mình tiếp tục ghé hàng heo quay chị Mai vào đầu giờ này. Bây giờ chị Mai đang chặt heo các bạn nhé. Khách đang đứng đợi quá trời luôn. Để mua bánh mì với cả heo quay nhé. Bánh mì heo quay bữa nay hot lắm. Khách mà muốn ăn phải xếp hàng. Ở địa chỉ hàng heo quay Kim Mai ở chợ Bình Tiên, đường Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6 nhé. Cô chú anh chị và bạn ai có đi mua heo quay thì mình sẽ đến chợ Bình Tiên, mình hỏi mọi người đường vô, mọi người chỉ cho nhé. Thời gian mở cửa là từ 6h30 sáng cho đến 18 giờ. Dù ai có đi qua đây mình có muốn thưởng thức bánh mì heo quay thì mình cứ đến mua một ổ cũng được, 15k thôi. Chị cho cái uống bé 8 ổ cũng 15 ngàn ổ hay 20 kìa. 15 với một ổ xa xíu đúng rồi, là 9 ổ. Một ổ bình thường không ớt, để chung nhiều xa xíu xem nha. Khách mua toàn 7, 8 ổ, 10 ổ cả nhà. Mua về rất nhiều. Châm sườn, châm da heo nữa là 500. Ăn để dành. Châm đùi, châm rọi, châm da. Đùi, giống ơi, đùi. Châm
đặt đồ trong đội trong ra. Không ớt thôi, Sài Gòn tôi yêu ở đâu lậu mai nào chứ. Tiền có một mai đúng không? Quay tàu mấy đứa trẻ thôi mà. Lấy gì nữa không? Đó, quay xe. Hả? Bán cục quay nữa nè. Ừ, quay buổi sáng. Buổi sáng thêm mắc trễ. 20. Đã hổ. Nghe rồi. Chưa có gì hết. Một xíu. Bịch đâu rồi? Hai miếng à? À, một miếng à, với hai miếng da. Một miếng này. Hai miếng da. Châm loại. Châm loại, châm da. Một miếng là rồi. Rồi, bây giờ bên đó, bài tới hồi sớm bắt kêu ba rủi lại. Cứ qua 3 giờ là qua 3 giờ đi, 3 giờ mấy rồi thôi. 3 giờ qua cũng đâu có đâu. Có, 3 giờ mấy rồi đợi xíu là 5 phút rồi. Cái đó mà có mở. Đó có mấy đứa chấm gì đó. Đủ chưa? Làm ơn vô mình lẹ. À, ổ, một ổ, 5 ổ, chứ ổ sơ xíu. Chặt nhỏ chứ mày.
phải chụp cái gì? Mì thần cái gì? Khách mua bánh mì nhiều thì Mai có vui không? Khách mua bánh nhiều có vui không? Khách mua bánh mì nhiều có vui không? Chị 50 cái xíu nha. Chị bánh gì bán nhiều quá à? Bảo đầu giờ mua bánh mì nhiều quá à? Bánh mì đó từ đó giờ nó vậy đó, cái gì lạ đâu. Thì mua mì còn người ta thích đó thì 5 giờ mấy tôi đi làm về. Thôi kệ, ngày bán khoảng vài nghìn nổ cũng được. Cũng khỏe. Cũng sống được, cũng được 3-4 ngàn vậy chứ. Sống phải phay. Người ta thấy là cầu mong bán một ngày thì được 500 nổ là thấy là mừng lắm rồi đó. Chị quay đồ có mang thì nhiều lắm. Dạ. Chắc cả ngày chị bán chắc cũng phải được ngàn nổ. Ngàn tư nổ. Ngàn tư luôn hả? Bánh mì bán người ngoại lắm, có nói thì buồn, có nói thì mệt. Bữa nào gấp tôi đứng mua vậy thôi, hối trời ơi, mệt chết. Có bánh mì khách đợi cho vui đông chợ. 50 cái xíu chậm chị ơi. Có xíu 50. Nóng quá rồi. Bệnh mấy nay. Bữa đi. Đi chùa về thì đưa. Nhìn em cái rồi. Thấy lát từ từ đứng dẫn nó làm kịp không? Ba người chứ cái chỗ tránh thì nó bán cho em nữa phía ba rõ. Khách chờ mua 13 ổ bánh mì á. Bán sao chị? Okay.
ăn quốc thường. Nhìn ra kia đây thôi, đúng không? Khẩu rộng. Ừ, chặn hết đi. Con nửa đi bé, con nửa thôi. Mai làm 13 ổ bánh mì. Bước quay lửa giùm hai cái giò heo đi. Hai cái giò heo. Một ký sườn non, một ký ba dọi. Bé ơi, bé lên làm chuyện 13 ổ đi bé ơi. Thôi rồi, chặt rồi, tôi đưa rồi. Chỗ cái ba giò cũng chặt luôn cưng. Dạ. Hai cái giò này, hai cái ba đó bé ơi, 406. Rồi xuống đi, chặt luôn. Một ký sườn non. Có rất là đường á. Bảo bà ổ cái mày đi, bảo 15 bà ổ á. Trộn lên đi bé, trộn nước trộn luôn. Cứ làm sức hết, nó chặt sẵn thẳng đi rồi, nó la nó rồi. Nửa ký ba nữa thì hết chặt. Nửa chặt, chặt nửa hai, chặt nửa ba. Chứ còn to quá nhiều cái giữa. Cái này nhiều ổ rồi. 15 ổ. Nửa ký đi Nguyên ha. Không phải. Em chặt luôn. Chặt cái hai, chặt cái ba. Chặt ra 200, 300. Không phải. Chặt làm hai miếng, miếng 200, miếng 300. Nhẹ nhàng, muốn vô. Của anh 600 gram đưa 200 ngàn thôi. Tôi rồi ạ? Dạ, của anh Hoa. Cái miếng này nó lớn luôn. Em đặt gà thầu hàng được không? Được, được. Ra làm bánh mì cho khách rồi. Đợi mua nhiều quá luôn. Giỏi bằng vô. Đó đủ 13 ổ rồi chị. Chị cứ làm đi chị. Chị làm. 13 ổ rồi, 8 ổ rồi. Chị làm.
bữa thì lấy dưa nha chị, dưa ngò không lấy. Cái cam gì vậy? Lấy nước trang. Cái cam gì? Trang. Chị chưa có, chị chưa tới đâu, không có chị đâu nha. Chờ một xíu chị, đến được. Quá đông rồi, bây giờ mua phải hơn 100 ổ bánh mì đấy, đến rất đông. Chúng mình quay bây giờ. Chị ơi. Ừ. Chị 13 ổ là 195 rồi. Rồi, ba đủ chưa? Hai cộng chưa no. 6 ổ, 3 ổ là 9 ổ. Alo. Đây là hai bánh mì. Phải chị nói đi chị. Được, chị ship chị chịu nha. Dạ. Chị mua cái gì nhắn tin tôi đi. Quá đông khách luôn này đây. Một ký chặt nhỏ.
bánh mì chia làm ba hộp, rồi lấy ba hộp nhỏ chia làm ba hộp một tí bánh mì chia làm ba sẽ xong rồi chị em qua ra được cái chị ơi, chị đứng đó vậy, không ai đưa ra cho chị đâu chị. Vô lấy lên, xe vô lấy. Mà xe vô lấy giùm cái, nó vậy đó, nó vậy đó. Nói người ta nói vậy đó. Đúng nó hoài. Sao nói người ta? Đông xe đó, đó. Bản nhỏ cái miệng. Đừng manh động. Hai ổ bình thường quá bà ơi. Con kêu kêu. Nga băng. Rồi xuống sao, bình thường xuống sao, tại đây nó làm gì khác. Khách mua bánh mì nhiều quá làm anh ba lên cơn sốt luôn, uống cuồng luôn. Rất đông rồi. Mua bánh mì heo quay không? Hello. Đúng rồi. Sau đây mình cũng xin kết thúc video quay chiều mai buổi chiều chả heo quay và bán bánh mì, rất đông khách luôn rồi. Bây giờ khách xếp hình tròn. Cảm ơn cô chú anh chị và bạn rất nhiều luôn theo dõi ủng hộ những video mới của mình.